đặt mục tiêu cao, tuyển Campuchia bất ngờ thua đậm 0-9 tại vòng loại giải châu Á. Đội tuyển U17, Campuchia đã khởi đầu vòng loại giải U17 châu Á 2023 bằng một kết quả gây thất vọng lớn. Tại giải U17 Đông Nam Á hồi tháng 8 vừa qua, U17 Campuchia từng gây ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước U17 Australia. Được chuẩn bị khá kỹ càng trước thêm vòng loại U17 châu Á, huấn luyện viên Inoue Kazunori đặt kỳ vọng lớn vào các học trò. Mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng chung kết U17 châu Á. Tuy nhiên, trận mở màn gặp U17 Trung Quốc đã diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì mà nhà cầm quân người Nhật Bản chờ đợi. Các cầu thủ U17 Campuchia bị choáng ngợp trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt và nhanh chóng vỡ trận. Bàn mở tỷ số đến với U17 Trung Quốc ở ngay phút thứ 16, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Giang Junji khéo léo vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Campuchia. Sau bàn thua, U17 Campuchia có một vài phút vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng hàng thủ hờ hênh một lần nữa khiến họ phải trả giá ở phút thứ 23, Hoàng Kai-jun băng xuống bên cánh trái và sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ vài phút sau, tới lượt Hoàng Du-dong ghi tên mình lên bảng điện tử. Bàn thắng đến khá đơn giản từ tình huống đá phạt góc. Hoàng Du-dong bật cao hơn các hậu vệ Campuchia và thoải mái đánh đầu tung lưới. Kể từ đây, U17 Campuchia xuống tinh thần thấy rõ và gần như chỉ còn biết chịu trận. Chính vì thế, dù không duy trì nhịp độ tấn công quá dồn dập, U17 Trung Quốc vẫn liên tục có thêm các bàn thắng. Chung cuộc, U17 Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 9-0, một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội bóng xứ tỷ dân tại vòng loại U17 châu Á. Về phần U17 Campuchia, kết quả này gần như đã chấm dứt hy vọng giành vé đi tiếp của họ. Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong các năm gần đây, bóng đá trẻ Campuchia vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh ở những giải đấu tầm cỡ châu lục.